Thưa quý vị, cùng với việc cải tạo phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản theo đề án đóng cửa mỏ của thành phố, Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai hỗ trợ vụ mùa cho người dân có đất nông nghiệp không thể sản xuất được do ảnh hưởng của khai thác khoáng sản, đồng thời tính toán lộ trình thu hồi diện tích đất không thể chuyển đổi công năng sử dụng. Huyện Hòa Vang có hơn 500 hectare đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của các dự án và khai thác khoáng sản, dẫn đến khó sản xuất hoặc không thể sản xuất. Hàng ngàn hộ dân mất đất phải tìm kế sinh nhai. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, đối với diện tích đất bị bồi lấp do ảnh hưởng của các mỏ khoáng sản được hỗ trợ vụ mùa hàng năm với số tiền hơn 260 triệu đồng mỗi năm. Vấn đề khai thác thì thường là vào mùa mưa thì nó hay bị cái tình trạng là trôi cái đất, cái tầng phủ của các cái mỏ khai thác khoáng sản, nó ảnh hưởng đến cái việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Thì vấn đề này thì ngành Tài nguyên Môi trường cũng như các ngành khác thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất xử lý cụ thể, và chúng tôi cũng có phối hợp với huyện Hòa Vang cũng như chính quyền địa phương có liên quan. Xã Hòa Nhơn là địa phương có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất trên địa bàn huyện Hòa Vang. Toàn xã có gần 35 hectare đất nông nghiệp không thể sản xuất được do hoạt động khai thác khoáng sản làm bồi lấp. Có 10 cánh đồng của 4 thôn gồm Phước Thuận, Phước Hậu, Thạch Nham Đông và Hòa Khương Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lãnh đạo chính quyền xã Hòa Nhơn cho rằng giải pháp hỗ trợ vụ mùa chỉ tạm thời, không bền vững, bởi khi các đơn vị khai thác mỏ rời đi, tiền hỗ trợ cũng bị cắt đứt. Xã đề nghị chính quyền thành phố quan tâm đến vấn đề này. Với đất không thể cải tạo, xã đề nghị thành phố đẩy nhanh thu hồi, đền bù cho nông dân chuyển đổi nghề nghiệp. Còn xã Hòa Nhơn thì đối với vấn đề này thì diện tích hiện nay là cũng rất lớn, và đa số là diện tích là ảnh hưởng tới các dự án thuộc nhà nước quản lý thì đã có hỗ trợ đền bù, và những cái diện tích mà bị ảnh hưởng do các mỏ khai thác đó khoáng sản thì hiện nay thì có một số doanh nghiệp đã hỗ trợ vụ mùa cho nhân dân, còn một số thì hiện nay thì ủy ban đang tiếp tục để xác minh và để đi khảo sát lại, tổng hợp lại để quy trách nhiệm về đơn vị nào bồi lấp thì sẽ tiếp tục kiến nghị để hỗ trợ tiếp cho nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, để tránh tình trạng các đơn vị khai thác khoáng sản khi đóng cửa mỏ để lại hệ lụy cho môi trường và đời sống người dân, ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các mỏ đã và đang tiến hành công tác cải tạo, phục hồi môi trường để bàn giao cho địa phương quản lý và tiếp tục triển khai hỗ trợ vụ mùa cho người dân. Riêng đối với việc thu hồi diện tích đất không thể cải tạo để sản xuất, thành phố sẽ triển khai thực hiện từng bước theo lộ trình.